Tới hiệp thứ 9 này, Song Chan Ho vẫn còn rất khỏe và chủ động. Trong khi đó thì những phương án mà Anderson Thông Loang tung ra đã hạn chế hơn. Và bây giờ là cú knockdown thứ 2. Thông Loang đã phải ôm đầu rồi. Trọng tài vừa rồi đã phải đếm tới 8 đối với Anderson Thông Loang. Và lần thứ 2 Thông Loang bị trọng tài đếm ở trong trận đấu này. Và tiếp tục là một cú knockout. Cú knockout thứ 2 trong tại Fortune of World hôm nay. Và như vậy chúng ta đã có được người chiến thắng của một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Trận tranh đài đầu tiên của Fortune of World ngày hôm nay. Và đó là Song Chan Ho. Và tay đấm người Hàn Quốc sẽ duy trì thành tích toàn thắng của mình. Anh sẽ có được chiến thắng thứ 9 liên tiếp, trong đó là 5 cú knockout. Và bại tướng của anh lần này là Anderson Thông Loang, người đã bị knockdown 2 lần ở trong hiệp đấu thứ 9 và đã không thể tiếp tục. Đó rõ ràng là kết quả đã được phần nào dự báo từ trước khi mà